Đội ngũ chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã bị tin tặc tấn công, đồng thời đổ lỗi cho các nguồn tin nước ngoài đã phát tán thông tin liên lạc nội bộ và hồ sơ về ứng cử viên phó tổng thống JD Vance. Ekip tranh cử của ông Trump ngụ ý rằng Iran đứng sau vụ việc sau khi hãng Politico đưa tin họ đã nhận được email có tài liệu về chiến dịch tranh cử từ một nguồn tin từ chối tiết lộ danh tính. Tài liệu này có cả thông tin nghiên cứu nội bộ về thượng nghị sĩ bang Ohio, J.D. Vance, người được ông Trump lựa chọn làm phó tướng trong liên doanh tranh cử. Tuy nhiên, chiến dịch của ông Trump không đưa ra bằng chứng trực tiếp. Bộ ngoại giao Iran và phái đoàn của nước này tại Liên hợp quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trước đó, phái đoàn Iran từng khẳng định cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ mà Iran không can thiệp.